Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui Sau đây là những nội dung chi tiết Triều Lê Dịnh và dàn Tiểu Hoa liệu có tương lai phát triển tốt hơn? Sau hàng loạt biện pháp chấn chỉnh si tương đối mạnh tay đến từ vị trí của Quảng Điện, chúng ta có thể thấy sự nghiệp của các ngôi sao theo con đường lưu lượng đã không còn non ngang. Chúng ta có thể thấy sự nghiệp của các ngôi sao theo con đường lưu lượng đã không còn ngon ăn như trước nữa. Đặc biệt là những người không có diễn xuất thì sẽ khó khăn hơn gấp bội phần. Hiện thực, trên đặt ra một thử thách lớn đối với các nghệ sĩ, đặc biệt là phái nữ. Phải nhanh chóng bước vào con đường thực lực. Tuy nhiên trong số vô vàn tiểu hoa, mình tin rằng chỉ có một vài cái tên có khả năng thoát vòng. Cùng tiểu hành thạo xem đó là những ai nhé. Triều Lê Dịnh Tuy không được đào tạo bài bản về diễn xuất, nhưng với hơn 10 năm trong nghề, Triều Lê Dịnh đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm ít nhất so với những đồng nghiệp cùng thời. khả năng lực, lẫn nhân tiếng của cô đều cao hơn hẳn và có nhiều vai diễn đệ đời. Ở tuổi 34, Triều lệ Dịnh cho thấy cô đã sẵn sàng và đang nội lực để chuyển mình theo hướng diễn viên thực lực. Trong hai bộ phim sắp tới là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Ai Là hung Thủ, vai diện của nàng Tiểu Hoa được người trong ngành nhận xét là rất khó. Nếu như cô có thể thuận lợi ghi dấu ấn, thì sự nghiệp sau này sẽ tiếp tục rộng mở. Dương Mịch Dương Mịch vào nghề trước chiều lệ dịnh nhiều năm và đến bây giờ vẫn tự tin chiếm lĩnh các màn ảnh lớn nhỏ. Gia tài phim ảnh của cô tương đối đồ sổ, kể cả truyền hình lợn điện ảnh. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại trung thành với những bộ phim ngôn tình, thân tưởng. Hai bộ phim sắp tới là Định luật tình yêu 80 trên 20 và Học Châu Phu Nhân cũng vậy. Có thành tích phim mấy năm nay của cô đều không đạt được kết quả cao. Nếu như không cố gắng đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi, tiểu hành thạo dự đoán, nhiều nhất là 2-3 năm nữa, Dương sẽ bị thị trường phim ảnh hát hủi như Đường Yên, Lưu Thi Thi hay Lưu Diệp Phi. Lý Thấm Mấy năm gần đây, sự nghiệp của Lý Thấm cũng không tệ lắm. Những dự án hot nhất như Sợ Kiều Truyện, Khánh Dư Niên đều có sự góp mặt của cô. Nữ diễn viên có kỹ năng diễn xuất cũng có tác phẩm tiêu biểu, ra mắt đã nhiều năm nhưng hiếm khi vướng vào những lùm xùm. Cô nằm trong danh sách những mỹ nhân có duyên với khán giả nhất là giải trí hoa ngữ. Triều Lộ Tư Tiểu Hành Thảo lỡ yêu mến Triều Lộ Tư từ sau khi xem bộ phim Trần Thiên Thiên trong lời đồn. Với tạo hình cổ trang đẹp động lòng người, cùng với lối diễn xuất sinh động, cô nhận được không ít lời khen ngợi, thậm chí người đẹp này còn được ví là phiên bản 9X của Triều Lê Dịnh. Sau khi có được danh tiếng, Triều Lộ Tư chuyên tâm cải thiện diễn xuất, cô cho thấy sự tiến bộ vượt bậc qua mỗi bộ phim. Hiện giờ ngôi sao trưởng ca hành chính là một trong hai tiểu hoa nổi tiếng nhất của thế hệ cuối 9X. Dương Siêu Việt dương siêu việt bước ra từ một chương trình tuyển tú tuy năng lực ca hát nhạy múa của cô chỉ bình thường thôi nhưng tiểu hành thảo thấy rất nhiều người đánh giá cô có thiên phú diễn xuất bởi đó mà từ khi ra mắt đến nay cô đã nhận rất nhiều vai nữ chính còn không thì cũng hợp tác với toàn tên tuổi lớn đội ngũ làm phim nổi tiếng trải qua nhiều bộ phim đài từ và khả năng biểu cảm của dương siêu việt đã cải thiện đáng kể đang trên đà phát triển quan hiệu đồng Quan Hiểu Đồng xuất thân là ngôi sao nhí, cô không chỉ có diễn xuất tốt mà ngoại hình cũng xuất chúng, nhân khí cao, bất kể là sự chuyên nghiệp trong diễn xuất hay tính cách đều rất tốt, có thể nói là điểm lực vô hạn. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn có nhiều. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn cần có thêm nhiều tác phẩm để khẳng định thực lực. Địch lệ nhiệt ba, trung bình mỗi năm địch lệ nhiệt ba đều có khoảng 2 3 bộ phim lên sóng. Hơn nữa các chỉ số nhiệt độ hay rating đều khả quan, nhờ đó cô trở thành tiểu hoa 9x có sức ảnh hưởng nhất giới giải trí hoa ngữ hiện nay. Tiểu hành thảo cũng phải khen ngợi đội ngũ quản lý của địch lệ Nhật Ba bởi họ đã đặt ra cho cô một kế hoạch tương đối hoàn hảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim ngôn tình. Giờ đây, mỹ nhân Tân Cương lại có thêm đến hai dự án hot mới là ngữ giao ký và an lạc truyện. Tất cả đều là dự án trọng điểm của các nền tảng và các bạn diện cung tuấn, nhậm gia luân cũng được đánh giá cao. Dương tử, xuất thân là ngôi sao nhí, Dương Tử được rất nhiều tiền bố. Xuất thân là ngôi sao nhí, Dương Tử được rất nhiều tiền bối, lão làng coi trọng, bởi cô có khả năng diễn xuất thiên bẩm. Hơn thế nữa, dù tuổi đời còn rất trẻ trung, nhưng nữ diễn viên đã sở hữu loạt vai diễn đáng nhớ trong các bộ phim ăn khách như Hương mật tựa khói xương, cá mực hầm mật. Thật đáng tiếc, hai năm nay, vận mệnh của Dương Tử không tốt cho lắm. Những tác phẩm vốn được kỳ vọng đều ảnh hưởng bởi bản diện. Tiểu hành thảo thấy rằng, những lỗ đực của nữ diễn viên suốt khoảng thời gian 2 năm qua hầu như là vô ích. Nhưng một điều đáng khen là nàng Tiểu Hoa vẫn duy trì được danh tiếng tốt, sự nghiệp không tiến mà cũng chẳng lùi đi. Trong số 8 Tiểu Hoa mà Tiểu Hạnh Thảo đã nói trên đây, theo bạn sự nghiệp của ai sẽ phát triển tốt nhất trong những năm tiếp theo? Mình thì đặt nhiều kỳ vọng vào Triệu Lệ Dịnh, Ly Thấm, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo